À, câu hỏi kế tiếp, em và một anh Mỹ đang quen nhau. Chị cho em hỏi khi mình ra mắt nhà người yêu thì mình nên mua gì, những món gì, quà gì để tặng cho ba mẹ của họ. Vì em biết văn hóa của mỗi nước khác nhau nên anh không biết mua gì cho phải phép. Em cảm ơn chị. À, thì ra chồng của Nắng Ấm là Mỹ. Và bên gia đình chồng của Nắng Ấm thì mình đã có chia sẻ thì có hai văn hóa bên đó là người Mỹ và người Anh. Và người châu Âu họ rất là tình cảm và họ cũng giống người Mỹ một chút. Thì mình trả lời theo bên gia đình chồng của mình nha. Họ thích những cái tấm thiệp tự làm, những cái chậu hoa lan, những cái gì mà đồ trang trí làm bằng tay. Sau này thân thì mình in hình ra mình làm album tặng cho họ. Và những cái trái cây mà organic là bạn tự trồng á, mà bạn mang tới thì họ rất là thích. Giống như bạn tự trồng cà chua, tự trồng chanh thì họ rất là thích mấy cái đó. Bên gia đình của Nắng Ấm họ không có quan trọng vật chất. Và người Mỹ họ cũng không có như người Việt Nam mình là phải có quà cáp gì cả. Nếu mà ngày đầu tiên bạn ra mắt thì bạn có thể đem theo một chậu hoa lan thì Nắng Ấm cảm thấy cái món quà đó rất là có ý nghĩa. Thì họ thích những cái vật trang trí như vậy và đẹp như vậy cho nên mình nghĩ cái món quà đó là rất là tốt. Hôm nào chị làm video về răng miệng đi, răng chị đẹp quá. Cách làm trắng răng an toàn và hiệu quả nha. Em cảm ơn chị. Chị cảm ơn em đã khen chị. Chị và Nắng Vàng có một video làm về răng miệng, chị sẽ để link ở dưới cho em. Và răng của Nắng Ấm thì mình cũng nói sơ là Nắng Ấm đánh răng 3 lần trong một ngày. Sáng ngủ dậy đánh răng, ăn trưa xong đánh răng và tối đi ngủ đánh răng. Và khi đánh răng các bạn hãy floss bằng chỉ và có một cái bàn chải nhỏ xíu và chải vô trong những cái kẽ răng. Thì xúc muối 2 lần trong một ngày. Thì như vậy thì răng bạn sẽ rất là trắng khỏe. Và đặc biệt bạn cũng phải đi nha sĩ để clean răng 2 lần trong 1 năm là 6 tháng một lần. Để khi mà họ có phát hiện ra sâu răng thì họ sẽ chém răng cho bạn. Nắng Ấm không hề dùng những cái biện pháp tẩy trắng răng nào cả. Tại vì mình nghĩ nó rất là có hại cho răng, sẽ làm buốt cho răng và yếu. Cho nên cách tốt nhất mà các bạn muốn làm trắng răng, các bạn sau khi đánh răng bạn có thể đánh bằng muối 2 lần hoặc 1 lần trong 1 ngày thì nó sẽ chà đi hết những cái bẩn, thì nó sẽ rất là trắng răng. Bạn cho mình hỏi mới qua Mỹ có nên đem theo dụng cụ nhà bếp nào không, như nồi cơm, máy sấy sinh tố. Hình như hồi Nắng Ấm và ba má qua Mỹ thì không có đem những cái đó. Nếu mà nồi cơm điện nhỏ xíu mình đem qua để mình nấu cơm mình ăn cũng được. Nhưng mà ở đây chợ Việt Nam cũng có bán nồi cơm điện. Máy xay sinh tố thì thôi đừng có đem. Mình qua mình ăn trái cây đi, một thời gian mình mua máy xay thì mình xay. Chứ máy xay sinh tố thì sẽ rất là nặng đó. Thì những dụng cụ nhà bếp mình chỉ đem vừa đủ. Thí dụ 4 người 4 cái chén, 4 cái muỗng vậy thôi. Còn nếu mà thực sự không có chỗ thì qua đây mình đi chợ Mỹ hoặc chợ Việt Nam mình mua cái đó cũng khá là dễ dàng bạn nhé. Chị ơi cho em hỏi trước khi qua Mỹ thì nên chuẩn bị những kỹ năng gì để có thể sống được bên Mỹ. Mới qua thì vay tiền ngân hàng được không? Mới qua họ có dạy Anh văn cho mình không? Nếu có thì miễn phí hay có phí? Mới qua mình học Anh văn ở trường ở Dove School ESL ở Mỹ thì là miễn phí nha em. Mới qua thì mình sẽ không vay tiền ngân hàng được. Cái thứ nhất là mình phải có điểm credit tốt thì mình có thể vay tiền ngân hàng. Em phải ở Mỹ một thời gian thì em mới có thể vay tiền được. Những kỹ năng mình nên chuẩn bị là em nên học Anh văn cho cứng. Chỉ có cái đó thôi. Tiếng Anh cứng và hãy chuẩn bị tinh thần là mình phải sẵn sàng chiến đấu với mọi thứ. Có nghĩa là khi qua Mỹ mình sẽ không có tiền, không có job và không biết tiếng Anh. Rồi mình sẽ bắt đầu đi học và đi làm thì mọi thứ sẽ ổn định. Người ta làm được thì mình làm được. Chị chúc em may mắn nha. Có một bạn nói comment rất là dễ thương. Em thích coi video của chị vì chị gần gũi, dễ thương, chẳng màu mè kiểu cách. Em thấy đời chẳng cần bon chen làm gì, cứ vui vẻ sống với mọi người. Cần gì phải ganh tị hãm hại nhau làm gì, có được gì đâu. Cảm ơn em nhiều. Thì mục đích của Nắng Ấm cũng muốn truyền đạt cho tất cả các bạn trẻ. Thì Nắng Ấm biết là khán giả của Nắng Ấm rất là nhiều bạn trẻ và có những cô chú nữa. Thì Nắng Ấm cũng muốn truyền là một cái message là cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, thì chúng ta nên sống tốt và cố gắng hết mình để đạt được những gì mình muốn. Và mình đừng có ganh tị với nhau thì mình sẽ làm cho lòng mình nó nhẹ. Cảm ơn em rất là nhiều.
Còn một câu hỏi nữa, chào chị, khoảng vài tháng nữa em sẽ sang Mỹ định cư. Hiện tại Việt Nam em đang học ngành 3, ngành tài chính, nhưng ngành học này không phải là thế mạnh và đúng đam mê của em. Nên khi qua Mỹ, em quyết định sẽ chọn một ngành phù hợp và khả năng và sở thích của mình. Em đã xem rất nhiều vlog của chị, thật sự rất hay và hữu ích. Chị nói về những chủ đề mà em rất quan tâm, tìm kiếm để làm hành trang sau này. Hôm nay em gửi chat này mong muốn chị tư vấn cho em về ngành truyền thông báo chí ở Mỹ. Bên đó là cơ hội việc làm, phát triển ngành nghề và mức lương của ngành này. Đối với lĩnh vực này, em có thể làm việc freelancer được không chị? Em cảm ơn chị rất nhiều. Thì chị sẽ nói về ngành truyền thông báo chí ở Mỹ. Thì cái thứ nhất về cái ngành này á, thì chúng ta phải giỏi tiếng Anh. Mà thường Việt Nam mình qua Mỹ thì tiếng Anh không có cứng, thì mình khó mà làm được ngành này. Ngành này thứ nhất là nếu mà mình làm về phóng viên nói chuyện thì mình phải là cứng cựi giỏi tiếng Anh thì mình mới nói trôi chảy được. Hoặc là mình phải viết thật là giỏi. Ngành này thì mình chỉ làm cho Việt Nam được thôi. Cho nên cái sự cơ hội việc làm thì nó cũng khá là cạnh tranh trong cái nghề này và cũng khó kiếm việc. Nếu mà mình làm cho Đài Việt Nam thì chỉ có tiền rất là ít, không có đủ sống. Phát triển về ngành này và mức lương ngành này thì nói chung cũng hơi khó khăn và tiền cũng không có nhiều. Lĩnh vực này thì nếu mà em tự làm việc cho mình thì cũng thể là làm báo cho người Việt Nam đọc, nhưng mà cái đó chị thấy cũng rất là ít tiền, cho nên em suy nghĩ lại về ngành này. Nhưng tiện Nắng Ấm cũng muốn nói đây là tất cả những ngành nghề mà liên quan đến science, là khoa học ở Mỹ, như là ngành mà hóa học, về sinh vật học và y học, và những ngành kỹ sư, công nghệ thông tin, máy tính, kiến trúc sư thì rất là dễ kiếm việc, là phát triển hơn nhiều. Còn những ngành về những mà các bạn học, thí dụ finance là tiền bạc, business là ngành kinh doanh, và những ngành như truyền thông, thông tin, báo chí, ngành quản lý khách sạn và ngành du lịch, thường những ngành đó thì mình không có cần phải tốt nghiệp đại học cũng có thể đi làm, và tiền lương khá là ít. Cho nên nếu mà các bạn lựa chọn ngành thì nên suy nghĩ một chút, tại vì những ngành như là quản lý khách sạn và kinh doanh đồ báo chí thì rất là phát triển ở Việt Nam, nhưng mà ở Mỹ thì không. Những cái đó thì nó không phát triển, nhất là báo chí. Thông tin thì mình cần phải tiếng Anh rất là giỏi, phải cứng nữa. Không, là ở một đất nước khác thì nó cũng khá là khác nhau. Nhiều lúc các em qua, các bạn qua đây học đại học thì các bạn sẽ thấy được cái môi trường như thế nào và mình cũng có thể chuyển ngành. Nắng Ấm chúc tất cả các bạn thật là thành công khi đến đất nước Mỹ này. Và Nắng Ấm chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Mình hy vọng mình đã trả lời hết tất cả những câu hỏi cho các bạn. Và nếu mà Nắng Ấm chưa có trả lời câu hỏi nào của bạn, có thể là Nắng Ấm quên, cho nên các bạn nhớ nhắc mình ở dưới comment, ở dưới email này thì Nắng Ấm sẽ trả lời riêng cho bạn. Còn nếu mà Nắng Ấm thấy rất là nhiều câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ làm video trả lời cho các bạn sau. Bây giờ thì Nắng Ấm sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye!